Thì đầu tiên chị xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Trước khi đi vào chủ đề chính là những cái bí quyết chia sẻ cho các em để làm sao mà chinh phục được nhà tuyển dụng, thì chị có một câu hỏi nhỏ dành cho các em thế này nhé. Là trong số tất cả các em ngồi đây thì có bạn nào đã từng nghe thấy một câu chuyện hay là một cái câu ngụ ngôn gì đấy mà liên quan đến hai cái keyword đấy là cần câu và con cá chưa? Có bạn nào biết không? Có thể nếu bạn nào biết thì có thể giơ tay lên nhé. Không có bạn nào giơ tay chứng tỏ là không biết. Có phải là không biết không nhỉ? Hoặc là chị nghĩ là có thể là các em đã từng nghe đâu đó rồi nhưng mà tại thời điểm này có thể là mình không nhớ. Thế thì thay vì việc là chia sẻ luôn cho em cho các em cái câu chuyện đấy thì chị muốn hỏi các em là nếu như bây giờ mà mình đang đi trên đường, mình gặp một người ăn xin và trên tay mình có một cái cần câu và một con cá. Nếu mà chỉ được đưa cho người ăn xin đấy một thứ thì các em sẽ đưa thứ gì? Chị nghe thấy bên góc này có bạn trả lời là cần câu, có bạn nào trả lời là con cá không? Chị mời em. Chào em, tụi em đứng lên và có thể chia sẻ với chị lý do tại sao mình lại chọn con cá không? Chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh đến từ khoa ngôn ngữ Anh. Thực ra thì em cũng nghĩ đơn giản đấy ạ, bởi vì cần câu là cái thứ để mình kiếm ăn, kiếm tiền, hay em chỉ có thể cho người ta là cái vật chất là con cá thôi, còn cái cần câu kia là để duy trì cuộc sống của em không thể cho được. Đấy là cái quan điểm cá nhân của bạn, còn có bạn nào có quan điểm khác không? Nào chị mời bạn nữ đăng ký. Bạn giơ tay rất nhanh. Bên khoa ngôn ngữ Anh chị ạ. Em chọn con cá trong trường hợp nhỡ đâu mà người đấy sắp chị đói đến nơi ạ. Thì mình đưa cần câu người ta sẽ không có tác dụng ạ. Thì mà khi giúp đỡ người khác thì chỉ xếp hai trường hợp ạ. Thì em nghĩ là khi mà người ta sắp chị đói thì đưa cần câu sẽ không thể người ta không đủ sức để có thể đi kiếm ăn hay câu cá ạ. Chị cảm ơn câu trả lời của em. Có bạn nào, ban nãy bên này chị nghe có bạn nói là đưa cần câu. Thế có bạn nào, nào chị mời bạn đưa cần câu nào. Alo, em thưa chị, em sẽ đưa cần câu này. Nếu mà đưa cá thì người ta chỉ ăn trong một ngày thôi. Còn nếu mà đưa cần câu thì người ta sẽ kiếm được. Trong nhiều ngày người ta sẽ ăn. Trả lời hơi thiếu tự tin một chút nhỉ. Cảm ơn các chia sẻ của các em. Thì nếu như đặt trường hợp là chị, trên tay chị một tay là cần câu và một tay là con cá thì chị sẽ đồng ý với ý kiến của bạn Nam là chị sẽ đưa cần câu. Bởi vì ngay lúc đầu chị cũng nói là cái người này họ chứ không phải là trong trạng thái sắp chết đói mà chỉ là bạn nữ tự nói là sắp chết đói thôi. Thì chị cũng muốn giải thích với các em cái lý do tại sao mà chị đưa con cá. Và chị đưa cần câu chứ không phải là con cá. Nếu như các em đưa con cá cho người ăn xin đấy thì khi mà người ta ăn hết con cá đấy thì người ta sẽ không biết làm cách nào để có thể kiếm được những con cá thứ hai, thứ ba, thứ tư, và người ta vẫn cứ ngồi một chỗ như thế và chờ đợi những người khác đi qua bố thí cho họ đồ ăn. Nhưng đổi lại, nếu như mà em đưa cho họ cái cần câu và hướng dẫn cho họ cách câu cá thì họ cái việc kiếm thêm những con cá sau này sẽ trở nên rất là đơn giản, đúng không? Thì cái điều này chị muốn đề cập đến với cái nội dung sắp tới chị chia sẻ cũng có liên quan một chút. Hôm nay thì chị cùng với tập đoàn Nam Group sẽ chia sẻ cho các em những cái bí quyết để chinh phục nhà tuyển dụng, và chị hy vọng rằng những cái kiến thức mà Nam Group mang tới cho các em cũng sẽ là một cần câu trong tương lai để các em có thể tìm kiếm những cái công việc phù hợp với bản thân mình. Trong buổi chia sẻ hôm nay thì chị sẽ chia sẻ cho các em. Thứ nhất là chị sẽ hướng dẫn cho em cách viết một cái CV làm sao cho nó thật sự là chuyên nghiệp. Thứ hai là sẽ chia sẻ cho các em cái bí quyết để mình có thể tự tin nhất khi mà đi phỏng vấn và có thể chinh phục được các nhà tuyển dụng. Và thứ ba là sẽ chia sẻ cho các em những cái cơ hội làm hiện tại của Việt Nam Quốc Nam Góc Group, cũng như là những cái vị trí mà bọn chị thường tuyển trong năm. Thứ nhất, cái lý do tại sao
mà cần có một CV chuyên nghiệp. Các em có biết là theo một cái khảo sát ấy, thì các nhà tuyển dụng chỉ mất 6 giây lướt qua một cái CV, sau đấy thì mình mới quyết định là có đọc tiếp về phần nội dung rồi đọc nói chung là những cái vấn đề chi tiết của cái CV đấy hay không. Vậy thì chứng tỏ là 6 cái giây đấy là 6 giây rất là quan trọng quyết định cái sự nghiệp của các em. Vậy thì làm sao trong 6 giây mình có thể lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng? Ở đây chỉ có 3 cái lý do vì sao cần có một CV chuyên nghiệp. Thứ nhất là một cái CV chuyên nghiệp thì nó sẽ thể hiện hình ảnh của các em khi mà đi xin việc. Và thứ hai, CV nó sẽ là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Thứ ba là một CV hoàn hảo thì sẽ là cái cơ hội, là một cái cánh cửa để cho các em có cái cơ hội được phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Ở đây chắc hẳn là các em ở đây các em có toàn là sinh viên trợ cuốn tất cả các khóa đúng không, chứ không phải chỉ riêng năm tư đúng không? Thế thì chắc hẳn là các em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc viết CV. Thì khi mà trước khi mà chị chốt lại các cái vấn đề của CV chuyên nghiệp á, thì chị cũng muốn chia sẻ cho các em những cái lỗi thường gặp khi mà mình viết CV trước. Ở lỗi thường gặp thì bọn chị sẽ chia thành hai lỗi. Thứ nhất là lỗi hình thức, thứ hai là lỗi nội dung. Thay vì là chị cứ nói lý thuyết mà các em nghe thì chị cảm thấy là có vẻ nó hơi nhàm chán một chút, thì bây giờ chị có một cái thử thách dành cho các em nhé. Trong quá trình tương tác thì chị nghĩ là các em sẽ dễ dàng thu nạp kiến thức hơn. Cái thử thách của chị thì sẽ có quà nhé. Các em có thể nhìn thấy cái quyển sổ rất là xinh xắn ở đây. Nếu mà bạn nào trả lời đúng câu hỏi của chị thì sẽ được nhận những phần quà từ Navigot Group. Và thử thách của chị sẽ mang tên là thử là nhà tuyển dụng. Các em hãy thử đặt mình là nhà tuyển dụng nhé. Xin chào tất cả các nhà tuyển dụng. Các em, thứ nhất là chị sẽ nói về lỗi hình thức trước. Nên là đây là một cái CV thì các em có thể nhìn tập trung vào hình thức giúp chị nhé. Cái CV này là CV có thật. Các bạn gửi cho bọn chị và bọn chị đã collect lại. Bây giờ ở đây thì chị sẽ có một số lỗi của cái CV này. Thì bạn nào có thể nhìn ra cho chị được là ở đây có những lỗi gì được không? Chị mời cánh tay của các em nào. Chị mời em nói không nào. Em chị, theo em thấy thì CV này có lỗi thứ nhất là hình ảnh A3 không nên để cái hình ảnh mình chụp sau khi ạ. Nên hình ảnh của ảnh tương thì sẽ dễ là nói chung sẽ quan trọng hơn ạ. Lỗi thứ hai là trong cái phần kinh nghiệm làm việc thì bạn này là mắc một lỗi là không cắt lề, mắc một tích lỗi dưới ạ. Một bên lề lề trái, còn bên này là lề phải đúng không? Và phần OK, thế thì xin cảm ơn em. Có hai ý nữa đúng không? Ở đây chúng ta có một vài ý nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm cơ hội nhận quà cho các bạn khác nữa nhé. Lát nữa khi mà chị chốt lại những cái lỗi của CV này thì chị sẽ trao quà cho các bạn nha. Thế thì bây giờ bạn nào có thể phát hiện thêm những cái lỗi gì ở CV này đấy nhỉ? Chị mời em, bạn nữ ở dưới kia đang giơ tay. Dạ, em biết chị là trên bản CV này còn một lỗi sai nữa là bạn ấy viết hai màu mực trong một bài. Hai màu, ở trên thì màu đỏ, ở dưới thì màu đen, đúng không? Còn lỗi gì nữa không em? Tiêu đề. Tiêu đề. Cái chữ mục tiêu nghề nghiệp với cả kinh nghiệm việc làm bạn ấy là hai phong chữ khác nhau. Cô bạn này rất tinh nha. Chị đã là nhìn hơi xa một chút nhưng mà bạn vẫn có thể nhìn ra được đây là hai cái công chữ khác nhau. Còn gì nữa không em? Dạ, em nhìn thôi. OK, thế thì một cơ hội nữa cho các bạn khác nào. Có bạn nào nhìn ra lỗi gì nữa không? Làm tương tác với chị nhiều lên. Không, chị có cảm giác giống ngày xưa đi học cô giáo ở trên hỏi xong ở dưới học sinh là một biển đấy. Chị không mở thấy cánh tay nào nữa, thế thì chị thấy em một bạn nữ ngồi đầu. Theo em thì có một lỗi nữa đấy là
cái phần kinh nghiệm làm việc ấy, bạn ấy có thể chia làm hai phần. Tức là ý em là tầng dưới bạn ấy có ghi về những cái như là có kỹ năng giao tiếp và ứng xử với mọi người, thì cái này nó sẽ thuộc về năng lợi thế, vâng, kiểu thế mạnh ấy. Và có một cái nữa là mục tiêu nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc bạn ấy như kiểu viết trùng một ý của nhau ấy, thì nó giống như kiểu là phần nội dung sẽ bị lặp. Còn gì nữa không? Không ạ? Ok, các bạn trả lời cũng gần hết những cái ý mà chị đã đưa ra ban đầu rồi. Thế thì bây giờ chị sẽ bật mí bí mật luôn nhá. Thứ nhất là lỗi màu sắc của bạn cũng đã chia sẻ cho chị để các em có thể nhìn thấy nhá. Ở đây là màu đỏ, ở dưới là màu đen. Có thể là bạn ứng viên này đang muốn chị nhấn mạnh, tập trung vào cái phần thông tin cá nhân của bạn ấy, nên là bạn ấy mới tô đỏ cái phần này. Thế đây là có thể là cái ngụ ý mà chị đang đoán lúc nào là như vậy, nhưng mà cái này là một cái lỗi hình thức rất là quan trọng và nó sẽ làm cho cái CV của mình không được đẹp mắt một chút nào. Thứ hai là lỗi phông chữ, một bạn nữ rất là tinh đã nhận ra là các em có thể thấy là phần mục tiêu nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc bạn để hai phông chữ khác nhau. Lỗi hiệu ứng, cái này thì bọn chị lỗi hiệu ứng đấy là em có thể nhìn thấy này, chỗ họ và tên các bạn ấy bôi đen, xong rồi mục tiêu nghề nghiệp, detail của mục tiêu nghề nghiệp cũng bôi đen, kinh nghiệm làm việc bôi đen. Nói chung là chị cũng không biết là bạn này muốn chị tập trung vào cái phần nào của CV của bạn này nữa, bởi vì bôi đen thì thường là những cái phần mà muốn người đọc tập trung vào đúng không, nhưng mà đây bạn bôi đen quá nhiều thì chị không hiểu ý của bạn. Lỗi thứ tư là lỗi bố cục, thì như một bạn cũng vừa mới chỉ ra đấy là ở trên thì là căn lề trái đấy, xong bên này căn lề phải. Và lỗi hình ảnh, bạn nữ này thì rất là xinh đúng không, nhưng mà chị nghĩ là hình ảnh này nó sẽ không phù hợp, nó sẽ không chuyên nghiệp để đặt vào một cái CV. Nếu như mà phải lựa chọn hai CV, một CV có cái hình ảnh rất là xinh và một CV là hình ảnh vừa xinh nhưng mà vừa chuyên nghiệp, thì chắc chắn là chị sẽ chọn cái CV thứ hai. Ok, cảm ơn ba nhà tuyển dụng. Thế chị bây giờ xin mời chị Phương trao ba phần quà cho ba nhà tuyển dụng giúp chị nhé. Thực ra phần lúc nãy bạn nữ hồi đầu này nói thì nó cũng sẽ có liên quan một chút đến phần nội dung rồi, thì nội dung nó sẽ là phần tiếp theo nha. Nhưng mà chị, bạn nói cũng có ý đúng nên chị vẫn sẽ tặng cho em một cuốn cổ sổ rất là xinh xắn của Navigraph. Tiếp theo nha, các bạn tương tác thật là nhiều để chị có thể trao tặng những món quà của Navigraph cho các bạn nhé. Thứ hai là lỗi nội dung, các em ở xa có đọc được chữ này không? Thực ra là nếu mà chị viết một cái slide nhàm chán thì chắc chắn kiến thức nó sẽ không đọc vào đầu các em nhiều, nên là chị muốn đưa những cái CV thực tế nhất cho các em. Cái này thì là về phần nội dung, nên là em tập trung vào nội dung giúp chị nha. Đây cũng là một CV mà một bạn ứng viên gửi cho chị apply cho vị trí TDCO của Việt Nam Quốc. Và chị đã thay đổi một chút thông tin đi rồi, thay đổi thông tin về địa chỉ rồi số điện thoại thôi, còn những cái nội dung bên dưới thì chị không thay đổi. Thế thì bây giờ các em đọc cái CV này và có thể cho chị biết là mình ở cái lỗi CV ở cái CV này bạn ấy đã mắc phải cái lỗi gì về nội dung không? Tập trung vào đoạn đầu này. Nào, chị mời em. À, chị ạ, trước hết thì cùng xem bạn ấy phát hiện được lỗi gì nhá. Trước hết thì em thấy là email của bạn này cái đằng sau là nó không được phù hợp lắm. Nhóc chấm cà chua kêu a còng gmail.com. Ok, em còn gì nữa không? Tất cả em thấy là trong mục tiêu thì bạn ấy chưa quá nhiều cái mục tiêu cá nhân vào đây, nó không phù hợp khi mà bạn thậm chí là không có mục tiêu về nghề nghiệp luôn, đúng không? Còn gì nữa nhỉ? Có thể ok thì chị phần này chị sẽ nhường cơ hội cho các bạn lần sau nhá. Cảm ơn em, thì hai ý của em nói cũng ok rồi, thấy cũng đúng. Thì chị Dương giúp chị kéo xuống phần mục tiêu nào. Chị mời tay của các em nào. Một bạn nam ở rất là xa nên giúp chị. Em là chị ạ,
một lỗi sai các em phát hiện ở đây là trình độ học vấn của bạn nên viết những cái khoảng thời gian nó gần cái lúc đấy hơn ạ, còn nên sắp xếp nó gần nhất ạ. Và kinh nghiệm thì em thấy kinh nghiệm này nó không liên quan nhiều đến cái công việc bạn gì cả. Chị cảm ơn nha. Tiếp theo là vẫn còn lỗi. Cái xin đây này rất nhiều lỗi. Bạn nữ chịu khó chạy đến đây giúp chị. Chị mời bạn nữ ở hàng thứ 5. Đúng rồi, em đưa tay lại giúp chị. Chào em. Em với chị là cái lỗi ở đây là bạn này liên kết quá nhiều vào quá trình học tập từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và ở bên kinh nghiệm là cái sai là bạn đã liên kết quá nhiều công việc làm dưới 6 tháng cho công ty biết và làm rất nhiều ạ. Còn cái chứng nhận và giải thưởng thì bạn nên kể đi, kể ra những cái nếu, ví dụ nếu như có các công trình nghiên cứu hàng cái gì đấy hoặc là xóa đi nếu không cần biết. Chị cảm ơn. Còn bạn nào phát hiện ra lỗi gì nữa không? Chị mời bạn áo đen. Áo đen ở dưới. Áo đen giơ tay trước, chị sẽ ưu tiên bạn. Em là chị, em là sinh viên ở bên khoa ngôn ngữ Anh. Thì ở phần kinh nghiệm là em có nhận xét là thứ nhất là về ngày tháng là bạn sẽ cần thêm số 0 ở đằng trước số 6 chẳng hạn. Đó, phần về phần ngày tháng đó, nó sẽ làm cái CV của mình chuyên nghiệp hơn. Thứ hai là về các ngày tháng thì được cái là bạn đã sắp xếp, biết sắp xếp theo thứ tự đó. Tuy nhiên thì quá là nhiều những cái kinh nghiệm nó dưới 6 tháng. Và cái phần chứng nhận và giải thưởng nếu bạn ấy không có thì bạn ấy có thể xóa đi. Còn cái phần kỹ năng thì khá là tốt đó. Thì anh có nhận xét như vậy. Ok, chị cảm ơn em. Vẫn còn lỗi ạ? Bạn ấy nãy được quà rồi, bây giờ mình sẽ nhường cơ hội cho bạn khác nhé. Hay là mình trả lời đến hôm qua đúng không? Từ đây, một bạn này đi, bạn này chưa có quà thì chị sẽ ưu tiên cho bạn. Chị là em còn một lỗi nữa là ở chỗ công ty ấy, bạn ấy viết tắt chỗ công ty ạ. Đúng không ạ? Để đâu không em? Và em thấy là ở xin nghiệp phần kinh nghiệm thì kinh nghiệm quá liên quan đến cái lĩnh vực mà hay là công việc Cảm ơn. Thế nên các bạn cũng trả lời hòm hòm những cái lỗi của cái CV này rồi. Thì chị Dương có thể quay lại cái slide giúp chị không? Bên chị sẽ chốt lại những cái lỗi. Thực ra trong này cũng có những cái lỗi mà các bạn đã đề cập đến và có những cái lỗi chưa. Đấy thì chị sẽ chốt lại những cái lỗi của CV này cho các em nha. Thứ nhất là thiếu thông tin liên hệ. Cái này các em chưa phát hiện ra này. Em có thể lên cái phần đầu nhá, có ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, nhưng mà có một cái quan trọng nhá, không có là không có tên. Các bạn ấy chỉ để, một email là nghiêmthịhuyền211@gmail.com, bạn này cùng họ với chị. Thì có thể là một là bạn ấy quên, thứ hai là bạn ấy nghĩ rằng mình đọc cái mail này thì nhà tuyển dụng sẽ tự hiểu rằng tên bạn ấy là như vậy. Thì cái này là cái lỗi sai trầm trọng. Chỉ cái tên của mình là cái phải là cái để cho người ta biết đầu tiên luôn không? Khi mà giới thiệu bản thân mình thì rõ ràng là mình phải giới thiệu tên đầu tiên rồi. Đấy, thì bạn ấy hơi bị quên cái chỗ đấy nhá. Lỗi thứ hai là thông tin cung cấp không cụ thể. Thì lúc nãy có bạn cũng chia sẻ với chị này là cái chỗ kinh nghiệm. Cái phần kinh nghiệm này thì thứ nhất là chị lưu ý các em là khi mà viết một CV thì phần kinh nghiệm các em nên sắp xếp theo thứ tự gần nhất nhé. Bạn này thì lại là thứ tự từ xa cho đến gần. Đấy, và không cái thông tin không cụ thể, ví dụ như này, chỉ ghi list ra những công việc mình làm thôi, tức là cái title thôi, chứ không list ra cái gọi là nhiệm vụ cụ thể. Bởi vì là khi mà nhà tuyển dụng đọc ấy, thì họ rất quan tâm tới những cái công việc hàng ngày của các em ấy, xem là nó có phù hợp với vị trí hiện tại mà bọn chị đang cần hay không. Và bọn chị thường là sẽ đọc cái phần kinh nghiệm này đầu tiên luôn ấy. Đấy là phần kinh nghiệm này là phần rất là quan trọng nhá. Thứ hai là nội dung đề cập không phù hợp. Như một bạn cũng chia sẻ, em có thể nhìn thấy cái phần mục tiêu
Đây là những cái mục tiêu, chị nghĩ là bạn này là một người khá là cầu tiến đấy, cũng đặt ra được những cái mục tiêu cá nhân rất là ok, nhưng mà thực ra là bọn chị không quan tâm đến cái vấn đề này lắm đâu. Bọn chị quan tâm đến mục tiêu nghề nghiệp để xem là bạn này thứ nhất là có phù hợp không, thứ hai là có phù hợp với cái môi trường, cái mức độ thăng tiến ở đây, hay là cái sự gắn bó của các bạn với công ty hay không. Một cái lỗi nó không phù hợp các bạn cũng chưa phát hiện ra, tại vì lúc đầu á chị cũng nói ngay là cái này là CV bạn ấy apply cho vị trí telesale nhá, chị nhấn mạnh cái telesale ở đây cũng chưa phát hiện ra này. Có thể nhìn thấy đây nhá, nhân viên hành chính nhân sự, có thể đây là một bạn mới ra trường và chưa biết là mình phù hợp với ngành nghề gì, nên là các bạn có thể đang apply thử sức với tất cả các ngành nghề, sau đấy xem là mình phù hợp với vị trí nào, nhưng mà vô thì không xóa, không thay đổi cái này đi thì nó thể hiện cái sự không tôn trọng với nhà tuyển dụng, và bạn chị khi mà đọc CV thì cũng cảm thấy là hơi buồn đấy. Tiếp theo một cái lỗi nữa, đây là thông tin trống. Các em có thể nhìn thấy cái phần chứng nhận và giải thưởng bạn để vào nhưng mà lại không điền gì hết, nó như một cái lời nhắc nhở nhà tuyển dụng là anh chị ơi, em chả có giải thưởng gì, em chả có cái chứng nhận gì cả đấy. Thì nếu như mà mình không có chứng nhận, không có giải thưởng thì tốt nhất là mình không nên đi làm. Có thể là bạn này sẽ xin CV của một anh chị nào đó đi trước, hay là lấy trên mạng thì nó có đầy đủ những gạch đầu dòng này, thì bạn cứ nghĩ là không, thì cứ viết ra, nhưng cái đấy hoàn toàn là không phù hợp trong hoàn cảnh này. Còn nếu như các em có những cái chứng chỉ, những cái giải thưởng, tất nhiên là các em sẽ phải đi xa để cho nhà tuyển dụng biết được là cái sự năng động của mình trong trường có như thế nào đấy. Từ đó sẽ đánh giá được những cái kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng kết nối của các em, vân vân, rất là nhiều kỹ năng. Thế thì để chốt lại cái nội dung cần có của một CV thì các em có thể để ý là ở đây chỉ có tất cả là 6 mục. Đây là tất cả những cái nội dung rất là cần thiết của CV, bắt buộc luôn. Thứ nhất, đấy là cái phần về thông tin của các em. Thứ hai là cái mục tiêu, và mục tiêu thì lưu ý là mục tiêu nghề nghiệp nhé. Thứ ba là trình độ phỏng vấn. Thứ tư là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì chị cũng nói là các em sẽ phải list ra tất cả những nhiệm vụ, chứ không chỉ để cái title thôi. Vì đấy nó sẽ không nói hết được bản thân các em. Các em đang marketing cho bản thân mình mà, thì sẽ phải list hết tất cả ra. Ở đây có một cái vấn đề nữa, đấy là cái kinh nghiệm. Nếu như mà các em làm ở những cái nơi mà chỉ có 1 tháng, 2 tháng thì tốt nhất các em không nên biết vào nhé. Cái đấy có thể người ta sẽ, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá các em. Thứ nhất là có thể là các em sẽ chưa đủ kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó, bởi vì 1-2 tháng mình hoàn toàn chưa học được gì nhiều. Và thứ hai là sẽ đánh giá cái khả năng, cái mức độ nhảy việc của các em. Với chỉ làm có 2 tháng thì chứng tỏ là các em sẽ không gắn bó đó. Và cái phần thành tựu này thì chị cũng có chia sẻ lúc nãy rồi, đúng không? Và cuối cùng là cái phần thông tin tham khảo. Cái này thì nếu như các em mới ra trường và chưa có kinh nghiệm đi làm ở đâu thì có thể là đi contact của các thầy cô. Còn nếu mà đã đi làm rồi thì sẽ là contact của quản lý của các em. Thì sau khi mà mình đã biết được là các cái mục cạnh đầu dòng cần thiết để mà viết một cái CV chuyên nghiệp rồi, thì chị cũng sẽ có một số những cái lưu ý khi mà mình viết CV. Thứ nhất là phần chung quy lại của những cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này thì đều là những cái thông tin của các em cung cấp cho nhà tuyển dụng sẽ phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Có một cái vấn đề quan trọng ở đây là thứ 6, tránh đề cập về mức lương mong muốn trong hồ sơ. Các em có biết lý do tại sao không? Câu hỏi này khá là nhạy cảm và khó, là chị muốn hỏi một bạn là lý do tại sao mình tránh đề cập cái mức lương và trong hồ sơ của mình. Chị mời em. Em thưa chị, theo em nghĩ là cái mức lương của mình đánh giá ấy, thì mình chưa chắc là đã phù hợp với cái mức lương mà công ty đưa ra. Hơn nữa là có thể là mình đánh giá cao quá bản thân mình, người ta cũng đánh giá rất là trộm lợi và mình đánh giá thấp quá, không thiệt thòi cho mình. Chị cảm ơn, bạn nói cũng gần đúng rồi. Tức là chung quy lại thì nó cũng chỉ là một cái cụm từ, đấy là không phù hợp. Tức là có thể là cái mức lương các em đưa ra cao quá hoặc là thấp quá với cái rate lương mà nhà tuyển dụng đang tuyển cho các vị trí đấy. Nếu như mà thấp quá thì
chẳng ví dụ trong cái vị trí đấy người ta hoàn toàn trong cái rank lương đấy, cái mức lương người ta có thể trả cho vị trí đấy cao hơn cái vị trí mà em yêu cầu thì chẳng có lý do gì người ta không trả cho cái mức lương em yêu cầu. Người ta không có việc gì phải tăng hơn cái mức em yêu cầu cả, đúng không? Em hiểu ý chị đúng không? Và thứ hai, nếu như em yêu cầu cao quá thì nếu nằm ngoài cái rank lương của nhà tuyển dụng thì thậm chí có thể là họ sẽ không mời em đến tham gia phỏng vấn, bởi vì là nghĩ rằng là khi mà đến rồi thì không thể đáp ứng được cái mức thu nhập đấy. Tuy nhiên là ngoài lương ra thì cũng sẽ có rất nhiều những yếu tố quyết định cái việc là mình có làm ở công ty đấy hay không, đúng không? Ví dụ như phúc lợi về đào tạo có rất nhiều, thì khi mà các em đến có thể là cái mức lương nó chỉ thấp hơn một chút thôi, nhưng mà đổi lại mình có những cái quyền lợi tốt này, có những cái chương trình đào tạo tốt thì mình hoàn toàn có thể là apply cho cái job đấy, và sau này mình sẽ có những cái bước tiến trong sự nghiệp để nâng cái mức lương lên. Và nếu như mà mình ghi cái mức lương quá cao thì sẽ vô tình là các em đang tự đánh mất cái cơ hội được phỏng vấn trực tiếp của mình. Rồi, cảm ơn các nhà tuyển dụng nha. Thế thì chị được biết là khi mà các em viết một cái CV ấy, thì thường mình sẽ lên Google mình search các cái CV, thì ở đấy thì mình sẽ có rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau, có những cái CV từ rất là lâu rồi là cái template nó cũng lung tung, nó cũng được đẹp, nội dung không đầy đủ, và các em có rất nhiều nguồn như thế thì đôi khi mình sẽ tự hoang mang và không biết là sẽ dùng cái nguồn nào để mà viết CV. Thì chị ở đây chị cũng giới thiệu cho các em một cái website, đấy là cái đường link qualcv.vietnamworks.com. Đây là cái link hướng dẫn viết CV, tức là có các cái template mẫu này, các em hoàn toàn có thể vào và làm theo hướng dẫn thì có thể sẽ có được một CV như ý. Và đặc biệt là thứ nhất là template của nó đẹp rõ ràng, thứ hai là sẽ giúp cho các em không bị miss thông tin đấy. Các em có thể nhìn thấy những cái chỗ bôi đen này, ví dụ như là trình độ học vấn rồi thành tựu rồi kinh nghiệm vân vân, thì các em sẽ không bị miss, đúng không? Các em nhớ được link này nha, qualcv.vietnamworks.com. Ngoài ra thì Vietnamworks cũng có một website, đấy là website HR Insider. Cái website này thì ngoài cái việc mà chia sẻ cho các em những thông tin việc làm ở thị trường lao động hiện tại của Việt Nam, thì cũng có rất nhiều những cái bài chia sẻ. Ví dụ như ở đây các em hơi xa thì các em sẽ không nhìn thấy, nhưng mà đây là sẽ có này, tuyển dụng, chia sẻ, góc báo chí này, diễn đàn này. Đấy, thì vào các em sẽ có thể đọc được những cái thông tin có lợi cho bản thân, không những là chỉ trong quá trình tìm việc nha. Rồi nói chung là chia sẻ cho các em tất cả những cái thông tin liên quan đến nhân sự. Rồi, lúc nãy chị có chưa chia sẻ cho các em đúng không, là các cái job gần đây của Việt Nam Quốc ấy, thì trong bọn chị đã thống kê lại thì trong 100 CV chỉ có 50 CV đạt yêu cầu thôi. Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi của chị thì chị nghĩ rằng là các em cùng với cả cái kinh nghiệm và cái cách viết CV của mình thì chúc các em sau này vẫn là top 50 CV được pass nhá. Thì bây giờ mình pass CV rồi, mình được đi phỏng vấn trực tiếp thì mình sẽ phải có những bước chuẩn bị gì? Lại theo một thống kê nữa là trong 10 bạn đến phỏng vấn trực tiếp, trong 100 bạn đi thì sẽ chỉ có 30 bạn là pass vòng phỏng vấn trực tiếp thôi. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mình không bị rơi vào bạn thứ 31? Thì chị sẽ chia sẻ cho các em cái thứ tip sau đây luôn. Về bí quyết phỏng vấn thành công thì chị sẽ chia thành 3 giai đoạn: trước phỏng vấn, trong phỏng vấn và sau phỏng vấn. Trước phỏng vấn thì thứ nhất là các em phải nghiên cứu kỹ về công ty và ghi nhớ những cái thông tin quan trọng về vị trí ứng tuyển. Có rất là nhiều bạn đến phỏng vấn nhưng mà không biết là vị trí mình ứng tuyển là gì và cái nhiệm vụ là như thế nào, thì cái này là một cái thiếu sót rất là lớn, và là nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao cái mức độ là cần thiết của em đối với công việc này. Tức là cảm thấy là đi phỏng vấn cho vui vậy đó, chứ không phải là thật sự cần cơ hội này. Tiếp theo đấy là các em sẽ cần phải chuẩn bị những câu trả lời thích hợp. Ví dụ như ngoài những câu trả lời như là cho những câu hỏi như là em có thể giúp chị giới thiệu về bản thân em được không, em có những kinh nghiệm gì, rồi
tại sao lại nghỉ việc ở công ty cũ, vân vân. Thế các em sẽ cần phải chuẩn bị những cái câu hỏi liên quan trực tiếp tới vị trí mà mình đang ứng tuyển nữa. Ngoài ra thì cần phải luôn cần phỏng vấn với bạn bè. Chị đã phỏng vấn rất là nhiều bạn, thì có những cái bạn mà đến mà chân tay run, cầm cốc nước cũng run, xong mồ hôi chảy đầm đìa. Nhưng mà trong cái buổi phỏng vấn đấy, chị đã rất là thoải mái rồi, tạo không khí rất là vui vẻ, mà chị không hiểu sao mà các bạn vẫn bị những áp lực như vậy. Thì chị hỏi, thì hóa ra là em đi phỏng vấn lần đầu tiên, em đi phỏng vấn lần thứ hai, đấy, cái gì cũng sẽ cần có thời gian để tôi luôn. Nên là trước khi mà đến phỏng vấn trực tiếp ấy, thì các em nên tập luyện. Thì tập luyện, các em nên tập luyện với những người mà đó có kinh nghiệm đi phỏng vấn và kinh nghiệm phỏng vấn. Đấy, thì họ sẽ cho các em những bài học, những cái chia sẻ rất là hữu ích. Ở một số các cái vị trí ấy, thì người ta sẽ có bài tập trước dành cho các em, ví dụ như là các vị trí liên quan đến đẹp em, thì các em sẽ cần phải có kỹ năng Word, Excel về designer chẳng hạn. Đấy, thì sẽ cần phải khả năng thiết kế, đúng không? Thế thì trước khi mà đến phỏng vấn thì các em sẽ cần hoàn thành một số các bài tập ở một số vị trí đặc thù. Ngoài ra là ở một số công ty thì ngoài cái việc là yêu cầu CV thì họ cũng sẽ cần các em mang đến những cái chứng chỉ rồi đấy, thậm chí là giấy tờ cá nhân luôn á. Đấy, thì cái này của em cũng nên chuẩn bị trước. Và đến ngày phỏng vấn ấy, thì thứ nhất là trang phục, các em phải chọn trang phục chuyên nghiệp. Thứ hai là đến sớm, từ 15 đến 20 phút. Bọn chị nghe quá nhiều những cái cuộc gọi của các em nói là chị ơi em bị tắc đường, em bị xe của em bị hỏng. Cái vấn đề tắc đường là một vấn đề mà thường xuyên xảy ra ở Việt Nam luôn. Nó như kiểu đánh sắc rửa mặt hàng ngày của mình ấy. Nên là các em cần phải kiểm soát cái vấn đề đấy luôn. Chứ nếu như các em nói là bị tắc đường hay bị hỏng xe thì nhà tuyển dụng sẽ thực sự hoài nghi về cái lý do đấy của các em. Và nếu như trong trường hợp bất khả kháng mình không thể tham gia phỏng vấn thì cách tốt nhất là các em phải vừa gọi điện vừa email cho nhà tuyển dụng, và tất nhiên là trong quá trình mà mình nói hay là mình viết mail thì mình cũng sẽ phải thể hiện cái thiện chí cầu thị rằng là em rất là cần cái cơ hội này nhưng mà tại vì lý do bất khả kháng nên là em không thể đến tham gia phỏng vấn được, thì hy vọng anh chị có thể cho em một cơ hội khác, em rất là thích làm việc ở công ty mình, vân vân. Trong cái phỏng vấn thì có một số những lưu ý dành cho các em. Cái này thì bọn chị rút kinh nghiệm trong quá trình bọn chị phỏng vấn rồi nhá. Ví dụ như là tắt điện thoại này. Có rất nhiều bạn chị đang phỏng vấn thì sẽ chuông điện thoại reo. Thứ nhất là em sẽ làm cho cái buổi phỏng vấn này nó bị thay đổi không khí luôn, bị sao nhãng. Và một số công ty thì họ có cả phỏng vấn nhóm, thì vô tình các em cũng đã làm ảnh hưởng tới những bạn vào phỏng vấn nhóm cùng với các em rồi. Thì cái này thì chắc là chị cũng không phải nhắc nhiều, không phải là đi phỏng vấn đâu, mà kể cả khi các em hỏi hành hay là trong giờ học cũng thế, đúng không? Thì tốt nhất là mình không nên để chuông điện thoại. Mang sổ bút vào để nốt những thông tin cần thiết, và trong quá trình phỏng vấn thì mình sẽ thể hiện thái độ tích cực để giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, thể hiện cái sự tự tin của mình. Và chuẩn bị, ngoài ra thì các em cần phải có những cái câu trả lời dứt khoát. Có nhiều bạn, cái này cũng phải tập thôi nhá, có thể là trong đầu các em nghĩ một ý nhưng mà cái lúc diễn đạt ra nó sẽ rất khó khăn, thì mình sẽ cần phải hình dung trước và mình sẽ phải list ra mình nói những cái gì đấy để đi vào đúng trọng tâm. Chứ có bạn vào trả lời phỏng vấn mà chị chờ mãi vẫn chưa bắt được ý mà chị cần. Và cuối cùng là bây giờ thì thường khi phỏng vấn thì nhà tuyển dụng sẽ có hỏi các em là các em có muốn hỏi chị công việc không, đấy thì em sẽ có thể chuẩn bị một vài câu hỏi ví dụ liên quan đến vị trí này, liên quan đến công ty, vân vân. Sau phỏng vấn thì các em nên cảm ơn nhà tuyển dụng, cái này thì phải chắc chắn rồi, đúng không? Và mình trong vòng khoảng 24 giờ thì mình có thể gửi một cái email tới nhà tuyển dụng để cảm ơn và có thể là hỏi các cái bước tiếp theo là như thế nào. Đấy là cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của các em. Chị gửi tới các em một số những cái hình ảnh về cái trang phục khi mà mình đi phỏng vấn. Nào ở đây có một trang phục, đây là trang phục nữ nha, một cô gái như thế này và một cô gái ăn mặc như thế này. Cô này thì cũng mặc com lê này, có một vest, mặc vest dài, một cái vest cách hiệu. Thì theo các em thì hình ảnh bên tay trái hay là tay phải sẽ là một hình phù hợp khi mình đi phỏng vấn. Tay trái đúng không?
đây là hẻm cho các bạn nam. Chắc chắn cũng là bên trái đúng không nhỉ? Về nụ cười, cái này rất là quan trọng nha. Nào, các em nhìn cho chị cái hình ảnh. Cô gái này rất là xinh, xong rồi anh này cũng rất là đẹp trai. Cái nụ cười này rất là sảng khoái. Nhưng mà những cái nụ cười này hoàn toàn sẽ không phù hợp trong buổi phỏng vấn của mình. Và đâu là nụ cười phù hợp? Đây chính là nụ cười phù hợp. Bộc lộ thân thiện, cười một cách chuyên nghiệp. Cười cũng rất là quan trọng nha, trước khi phỏng vấn nên tập cười đấy. Cuối cùng là một câu chị nghĩ là không chỉ phù hợp khi mà các em đi phỏng vấn xin việc đâu, mà nó sẽ phù hợp trong mọi hoàn cảnh, trong cuộc sống của các em. Đấy là thất bại trong chuẩn bị, là chuẩn bị cho sự thất bại. Vừa rồi thì chị có chia sẻ cho các em về kỹ năng đi CV cũng như là cái kỹ năng phỏng vấn rồi. Chị hy vọng rằng những kiến thức mà chị cũng như là Navigos mang đến cho các em hôm nay sẽ là một cái hành trang vững chắc để sau này mình ra trường mình có thể tự tin và đi tìm kiếm những công việc phù hợp với khả năng, và khi đi làm thì mình sẽ cảm thấy happy và hạnh phúc với cái công việc của mình.